cả mọi người. Hôm nay Thảo sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về duyên âm của một bạn tên là Hồng. Vào năm 2015 thì bạn này tốt nghiệp lớp 12 và làm hồ sơ thi vào một trường đại học ở Cần Thơ. Năm đó cùng đậu vào Đại học Cần Thơ với mình là một người bạn cũng cùng quê luôn, bạn này tên là Cúc. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói cho đến cái giai đoạn mà cả hai bạn này đi tìm phòng trọ để mà ở. Đối với các tân sinh viên thì việc tìm phòng trọ vào những năm đầu tiên thì nó hơi khó khăn một chút xíu. Cho nên ở các trường đại học cao đẳng thì người ta hay có những cái đội tình nguyện viên nhằm giúp đỡ các tân sinh viên tìm phòng trọ. Và hai bạn này cũng được một chị tình nguyện viên giới thiệu cho một cái địa chỉ ở trọ. Khi mà hai bạn này đi đến cái địa chỉ mà chị ấy cho thì rất là ngạc nhiên, bởi vì cái dãy trọ này nó rất là lớn luôn á, phải hơn 100 phòng luôn nha mọi người. Là những cái dãy nhà trọ đôi, kiểu như hai phòng trọ đối diện với nhau như vậy nè. Và những cái dãy nhà trọ nó kéo dài rất là dài luôn á, bởi vì nó có hơn 100 phòng lận mà. Ở phía sau á, thì cây cối rậm rạp, cho nên hai bạn này được chủ nhà trọ dẫn đi càng về phía sau những cái phòng trọ ở phía sau á, thì cảm giác nó hơi lành lạnh và hơi cảm giác hơi sợ sợ. Cho nên bạn Hồng này mới hỏi cô chủ trọ là có còn cái phòng nào ở phía trước không, hoặc cái phòng nào mà gần với cái phòng của bà chủ hay không. Tại vì á, bà chủ này bà bán tạp hóa cho cái khu trọ này, cho nên bà sẽ ở nhà suốt ngày và cửa bà cũng mở suốt ngày luôn. Nếu như được ở gần bả thì cũng sẽ an tâm hơn, với lại cũng sẽ đỡ phải mất đồ hơn mọi người. Và thật may mắn cho họ, không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa, thì bà ấy mới nói là bà còn một căn phòng trọ số 7. Tuy nhiên người ta cũng chỉ mới nói trả phòng thôi, chứ họ chưa có dọn đi, phải vài ngày nữa thì họ mới dọn đi. Nếu như muốn ở căn phòng này á thì đặt cọc trước cho bả đi, rồi khi mà người ta dọn đi thì sẽ kêu hai người này đến ở. Cả Hồng và Cúc đều rất là vui, bởi vì đã tìm được cái nơi ở ưng ý rồi. Cái khoảng thời gian đầu tiên cũng khoảng gần hết học kỳ 1 á mọi người, khoảng vài tuần nữa là hết học kỳ 1 rồi. Thì hai bạn này ở rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết á. Tuy nhiên cho đến cái khoảng thời gian mà bạn Hồng này đến cái lịch phải đi học quân sự á, và trường khi mà học quân sự thì sẽ cách khá là xa nơi ở, cho nên bạn ấy ở lại trường luôn, không có về phòng trọ. Cúc á, thì ở một mình trong phòng trọ, cho nên cô ấy hơi sợ, cổ mới kêu bạn mình về ngủ chung vào một buổi tối. Và Cúc có một cái thói quen nữa là mỗi ngày cô ấy hay để một cái con dao rỉ sét á ở trên đầu nằm cô ấy ngủ, để cô ấy cảm thấy an tâm hơn. Cho đến một đêm khi mà Cúc đang ngủ say thì không hiểu sao cái người bạn ngủ cùng với Cúc á, cô ấy không có ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi luôn á. Cho đến lúc nửa đêm thì bỗng dưng ở trên gác á, cái phòng trọ này nó có một cái gác lửng ở phía trên đó mọi người, thì ở trên gác á nó thò xuống một cái đầu đen thui, cái đôi mắt á thì đỏ lòm, đang nhìn chăm chăm vào người bạn này, khiến cho cô ấy hốt hoảng, không có la lên được thành tiếng luôn á mọi người. Cố gắng lay cái người bạn mình dậy, là Cúc nằm kế bên á, nhưng mà Cúc ngủ quá sai rồi, người bạn này lay mãi nhưng mà không có dậy, cho nên cô ấy sợ quá, cố gắng nhắm mắt lại ngủ cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau khi mà Cúc dậy rồi thì người bạn này mới kể lại cho Cúc nghe. Cúc cũng khá là sợ hãi, cho nên từ đó về sau á, cô ấy cũng chỉ ở nhà vào ban ngày thôi, chứ không có dám ngủ ở ban đêm. Ban đêm thì qua nhà phòng của bạn ngủ thôi, chứ không có dám ngủ lại ở cái phòng trọ này. Thêm nữa thì những cái người mà người ta ở những cái phòng gần ở phía sau á mọi người, gần cuối á, thì người ta kể lại á, đêm đêm á người ta hay thấy những cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, nó cứ vật vờ ở trên cây á. Cho nên những cái phòng này người ta rất là hạn chế đi ra ngoài vào lúc nửa đêm nha. Sau khi Hồng á đi học quân sự về á, thì Cúc cũng dọn ra ngoài ở cùng với bạn mình, không có ở trong căn phòng trọ đó luôn, dọn đi luôn á mọi người. Hồng cũng định dọn đi luôn chung với Cúc rồi, tuy nhiên cô ấy nghĩ á, cũng chỉ còn có khoảng một tuần nữa là Kết thúc học kỳ 1 là mình được nghỉ hè rồi, đi về với ba mẹ ở dưới quê rồi, cho nên dọn phòng trọ nó cũng hơi phức tạp á. Chính vì vậy cô ấy nghĩ thôi mình cứ ở lại đây khoảng một tuần nữa chắc không sao đâu, mình ở đi rồi khi nào mà mình nghỉ lên qua đầu kỳ 2 á thì mình dọn đi cũng không có muộn. Và vào trước cái ngày á mà xảy ra sự việc đó thì không biết ma xui quỷ khiến như thế nào á mà Hồng đem cất cái con dao rỉ sét mà Cúc vẫn còn để trên đầu nằm á, để lại cho bạn mình á, Hồng đem cất đi mọi người. Tối hôm đó do bạn mình rủ đi ăn tiệc cho nên Hồng mới đi cùng với bạn mình. Sau khi ăn tiệc xong thì cả nhóm rủ đi karaoke rồi đi ăn uống thêm nữa, cũng phải 2-3 giờ sáng mới tàn tiệc. Do đêm khuya quá cô ấy không có về phòng trọ được cho nên mới ở ngủ lại nhờ nhà bạn. Sáng ngày hôm sau khoảng 8 giờ thì Hồng cũng về đến phòng trọ của mình, vào nhà vệ sinh để mà rửa mặt cho tỉnh táo lại. Ra ngoài thì bấm điện thoại một lát cũng khoảng tầm 10 giờ thì cô ấy cảm thấy hơi mệt, với lại mắt của mình cũng hơi mỏi cho nên cô ấy mới cất điện thoại và nằm chợp mắt một lát. Chỉ vừa mới chợp mắt thôi thì cô ấy bỗng thấy từ nhà vệ sinh của mình á bước ra là một thằng con trai. Hồng kể với em á là cái thằng đó nó cũng xem tuổi với Hồng thôi chứ cũng không phải gọi là quá lớn tuổi, mặc dù không thấy mặt, tuy nhiên cô ấy nhìn thấy tướng tá của thằng đó đó mọi người. Bỗng dưng cái thằng con trai này nó bay đến nằm ở phía bên cạnh của Hồng, ôm chặt lấy Hồng và nó hỏi: "Em, ngày hôm qua tới giờ em đi đâu? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Em đi đâu từ tối hôm qua cho đến bây giờ? Em có tin anh bắt em theo cùng không?" Khi mà nghe nói như vậy á, Hồng hốt hoảng muốn tỉnh dậy lắm mọi người, nhưng không hiểu sao cô ấy không thể nào mà thức giấc được luôn á. Thì đột nhiên cái thằng này nó từ ở phía bên đây, lúc này nó bay qua phía bên đây, nó ôm chặt lấy Hồng. Cái chân của nó kẹp giữa hai đùi Hồng và ngày càng ôm siết chặt hơn. Và nó lại tiếp tục hỏi với một giọng nói giận dữ: "Em đi đâu? Em đi đâu?" Khi mà nghe hỏi như vậy á, Hồng biết là mình đang bị trêu ghẹo chứ mình đang bị phá rồi, cho nên Hồng mới trả lời á: Em có đi đâu đâu. Ủa mà anh là ai vậy? Anh cho em thấy mặt được không?" Sau khi mà nói xong á, Hồng định nhún dậy quay qua để mà nhìn xem cái gương mặt của người này là ai á, thì đột nhiên cái bóng này nó biến mất và Hồng cũng giật mình tỉnh giấc luôn nha mọi người. Giật mình dậy á, mồ hôi á thì đổ hết người, ướt hết cả người luôn á. Tay chân á thì lạnh ngắt, lạnh như nước đá luôn nha. Xem lại đồng hồ á thì lúc này khoảng tầm 10 giờ 10 phút hoặc là 10 giờ 20 gì đó, Hồng cũng không nhớ rõ nữa. Và sau cái sự việc đó xảy ra thì Hồng cũng lấy cái con dao rỉ sét của Cúc mà lúc trước Hồng đem cất đi á mọi người, thì cô ấy để lại chỗ cũ. Tối đêm đó do cũng hơi sợ cho nên cô ấy có rủ bạn bè mình về để mà ngủ cùng á. Thì lạ thay không có thấy cái hiện tượng gì cả, kể cả Hồng hay là cái đám bạn ngủ cùng Hồng cũng không thấy luôn. Nhưng do quá sợ á, với cái sự việc đó cùng với những cái lời đồn đại và những cái hồn ma ở phía sau á, cho nên cô ấy cũng chỉ ở nhà vào lúc ban ngày thôi, còn ban đêm á thì cổ cũng qua phòng bạn mình để mà ngủ. Sau khi học kỳ 1 kết thúc á thì cô ấy về nhà mình ở quê á, đi đến cái chùa mà hồi lúc nhỏ cô ấy quy y á, cô ấy quy y cũng có một cái pháp danh từ nhỏ luôn rồi mọi người. Đến đó thì kể lại hết sự việc cho sư thầy ở đó nghe. Thì sư thầy mới đi vào trong á, lấy cho cô ấy một cái sâu chuỗi đưa cho Hồng để mà đeo vào. Thì sư thầy mới nói á là Hồng bị duyên âm theo mọi người, và nên dọn đi khỏi cái phòng trọ đó đi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, không nên tiếp tục nữa, như vậy đã là quá đủ luôn rồi. Sư thầy nói nếu như cái ngày hôm đó mà nó cho Hồng thấy được mặt á thì có lẽ Hồng đã bị bắt hồn đi theo rồi nha, chứ không còn phải ngồi đây để mà nói chuyện với sư thầy được như vậy nữa đâu. Ok, và đó là câu chuyện về duyên âm mà Thảo muốn kể với mọi người ngày hôm nay. Không biết mọi người đã, đang hoặc là nghi ngờ mình bị duyên âm theo không ạ? Nhớ comment ở phía bên dưới nha. Còn nếu như mọi người cảm thấy video này hay, nhấn like, chia sẻ và đặc biệt đừng nhấn đăng ký kênh để nhận được những video tâm linh mà Thảo muốn chia sẻ với mọi người nè. Và bây giờ Thảo xin kết thúc video ở đây. Thảo rất cảm ơn vì mọi người đã xem đến hết clip. Thảo xin nói là chào thân ái và hẹn gặp lại mọi người trong những video tâm linh tiếp theo. Bye bye. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.